Tam Quốc diễn nghĩa hồi thứ 49. Đàn thất tình ra cắt cầu phong, cửa Tam Giang Chu Du phóng hỏa. Lại nói Chu Du đứng trên đỉnh núi quan sát hồi lâu, bỗng nhiên ngã vật về phía sau, miệng thổ máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Tả Hữu vực vào trướng, các tướng mới đến thăm, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau nói: quân Tào hàng trăm vạn, khác nào hổ rình kinh đớp, không may đô đốc bị tai nạn thế này, nếu quân Tào kéo đến thì làm thế nào? Lập tức một mặt sai người về báo với Ngô Hầu, một mặt tìm thầy thuốc điều trị. Lỗ Tung thấy Chu Du ốm nằm một chỗ, trong lòng buồn bã. Đến chơi Khổng Minh thuật chuyện Chu Du bị bệnh bất ngờ, Khổng Minh mới nói: theo ý ông thì ra làm sao? Túc nói: đó cũng là phúc Tào Tháo mà vạ Đông Ngô thôi. Khổng Minh mới cười nói: bệnh không cần, tôi có thể chữa được. Túc nói: nếu được như thế thì may cho Đông Ngô quá. Liền mời Khổng Minh cùng đến thăm Chu Du. Lỗ Tung vào trước ra mắt Chu Du, thấy Chu Du trùm chăn kín đầu, Túc mới hỏi: bệnh tình đô đốc ra sao? Du nói: ruột gan đau khoan, thỉnh thoảng lại mê man. Túc nói: đồ đông đã dùng thuốc gì rồi? Uống vào lại nôn òe, không uống thuốc nào chịu được. Túc nói: tôi vừa đến chơi Khổng Minh, Khổng Minh nói có thể chữa bệnh đô đốc, ông ta đang ở ngoài trướng, xin cho mời vào khám chữa. Dù mới sai mời vào, rồi bảo Tả Hữu đã dậy ngồi trên giường. Khổng Minh nói: mấy bữa nay không đến hầu, ở đâu quý thể không được yên. Du nói: người ta nay thế này mai thế khác, họa phúc bất kỳ, biết đâu mà giữ cho xuể. Khổng Minh mới cười nói: trời kia mưa gió thất thường, người ta liệu có liệu trước được không? Du nghe nói tái mặt đi, rên khừ khừ. Khổng Minh mới hỏi: trong bụng đô đốc nghe như hơi đầy có phải không? Du đáp: đúng vậy. Khổng Minh nói: nên uống những vị thuốc mát mới được. Tôi đây đã uống nhưng đều vô hiệu. Khổng Minh lại nói: trước hết phải trước cái khí, nếu khí thuận thì thở hít cũng dễ, rồi tự nhiên sẽ khỏi bệnh. Dù tin chắc Khổng Minh hiểu được ý mình, liền hỏi thử rằng: vậy muốn cho thuận khí nên uống thuốc gì? Khổng Minh mới cười nói: tôi có một phương thuốc làm cho đô đốc thuận được khí. Dù mới hỏi: vậy phương thuốc gì, xin tiên sinh cho biết. Khổng Minh mới mượn giấy bút, bảo Tả Hữu lưu ra ngoài, rồi viết 16 chữ như sau: muốn đánh Tào Công phải dùng hỏa công, muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông. Viết xong đưa cho Chu Du và nói: đây, căn bệnh của đô đốc chính tại ở đây. Dù mới xem xong giật mình nghĩ rằng: Khổng Minh thật là thần thánh, biết hết cả ruột gan ta, cần phải nói rõ sự thật mới xong. Rồi cười nói với Khổng Minh: tiên sinh đã biết gốc bệnh của tôi, vậy phải dùng thuốc gì trị được? Việc gấp đến nơi rồi, xin dạy cho. Khổng Minh nói: tôi tuy rằng bất tài, nhưng có gặp được một vị dị nhân chuyển cho quyển Bát Môn Độn Giáp Thiên Thư, có thể gọi được gió, bảo được mưa. Đồ đông muốn cần đến gió đông nam thì phải lập đàn tại núi Nam Binh, gọi là đàn thất tinh, để cao 9 thước chia làm 3 tầng. Đồ đông muốn cần đến gió đông nam thì phải lập đàn tại núi Nam Bình, gọi là đàn thất tinh, bể cao 9 thước chia làm 3 tầng, dùng 120 người cầm cờ đứng xung quanh. Tôi xin lên đàn dùng phép mượn gió đông nam cực to 3 ngày 3 đêm để đô đốc dùng binh. Đô đốc nghĩ thế nào? Dù mới nói: chẳng cần đến 3 ngày 3 đêm, chỉ một đêm gió to là xong việc. Nhưng xin tiên sinh phải làm ngay cho, chớ để chậm chạp. Khổng Minh nói: ngày 20 tháng 11 là ngày Giáp Tý, sẽ bắt đầu tế gió, đến ngày 22 là ngày Bính Dần thì gió im, có được không? Dù mới nghe nói mừng lắm, đứng choàng dậy, lập tức sai 500 quân đến núi Nam Bình đắp đàn và điều 100 binh cầm cờ giữ đàn, sẵn sàng nghe lệnh. Khổng Minh mới từ biệt Chu Du cùng với Lỗ Túc lên ngựa đến núi Nam Bình xem xét địa thế, rồi sai quân sĩ lên đất đỏ phương Đông Nam đắp đàn, chu vi rộng 24 trượng, mỗi tầng cao 3 thước, cả thảy là 9 thước, tầng dưới cắm 28 lá cờ sao. Phương Đông 7 lá cờ xanh theo hình tròm sao xương long là dốc, cang, đê, phòng, tâm, vĩ và cơ. Phương Bắc 7 lá cờ đen
theo hình tròm sao huyền vũ là đầu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Phương Tây là bảy lá cờ trắng, theo hình tròm sao bạch hổ là khuê, lâu, vị, mão, tất, thủy và sâm. Phương Nam bảy lá cờ đỏ, theo hình tròm sao chu tước là tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực và trận. Tầng thứ hai 64 lá cờ cắm xung quanh, theo phương vị 62 quẻ, đứng dàn ra 8 mặt. Tầng thứ nhất dùng 4 người, người nào cũng phải đội mũ bịt tóc, mặc áo the thâm, áo dài đai rộng, giày đỏ quần vuông. Mé trước một người đứng bên tả, cầm cái cần dài, trên đầu cần cắm lông gà để chiêu gió. Một người đứng bên hiếu cũng cầm cái cần dài, trên đầu cần buộc cờ hiệu thất tinh để khiến chiêu gió. Mé sau, một người bên tả cắt thanh bảo kiếm. Một người bên hiếu bưng cái lư hương. Ở dưới chân đàn lại có 24 người vác đồ khí giới đứng quanh bốn phía. Đến ngày 20 giáp tí tháng 11 giờ tốt, Khổng Minh tắm gội sạch sẽ, mặc áo phù thủy, xóa tóc đi chân không đến trước đàn dặn Lỗ Túc: ông về giúp Chu Du điều quân, nếu tôi cầu không được gió cũng đừng nên trách. Lỗ Túc mới từ về. Khổng Minh dặn các tướng sĩ coi đàn: cấm không ai được tự tiện bỏ chỗ đứng mà đi chỗ khác, không ai được quay đầu ghé tai nói năng bậy bạ, không ai được thất kinh sợ hãi, ai trái lệnh sẽ bị chém đầu. Chúng đều tuân lệnh răm rắp. Khổng Minh với Quan Thai bước lên đàn, quan sát phương hướng đâu đấy, đốt hương rót nước, ngẩng mặt lên trời khấn thầm một hồi, rồi xuống đàn và chướng nghỉ, lại chuyển cho quân sĩ thay đổi nhau ăn uống. Hôm ấy Khổng Minh lên đàn 3 lần, xuống đàn 3 lần mà mãi không thấy có gió đông nam. Lại nói Chu Du mời Trình Phổ, Lỗ Túc và các tướng trực sẵn dưới trướng, chỉ đợi có gió đông nam là cất quân đi. Một mặt báo tin cho Tôn Quyền để tiếp ứng. Hoàng Cái đã giữ sẵn 20 chiếc thỏa thuyền, mỗi thuyền cắm trông sắt, trong thuyền chứa đầy lau sậy, củi khô tẩm dầu mỡ, trên rắc lưu huỳnh, diêm tiêu, dùng vải xanh che kín. Trên mũi thuyền cắm cờ xanh, đôi thuyền dòng sẵn một cái xuồng dự bị, sẵn sàng đợi lệnh của Chu Du. Cam Ninh hám trạch, kèm giết sái chung sái hòa trong thủy trại, ngày nào cũng uống rượu, không cho một tên lính nào đến lên bờ. Xung quanh toàn là quân mã Đông Ngô bao vây chặt chẽ, chờ lệnh cấp trên. Chu Du đang ngồi bàn việc trong trướng, có thám tử vào báo rằng thuyền của Ngô Hầu đã bỏ neo cách trại 85 dặm, chỉ đợi tin lành của đô đốc. Du mới liền sai Lỗ Túc truyền báo cho quan quân tướng sĩ, ai nấy đều phải thu xếp thuyền bè, khí giới cho đủ, khi nào có lệnh xuống không được chậm chạp một phút nào, nếu ai lầm lỡ lập tức chiêu quân phát trị tội. Các tướng được lệnh ấy, ai nấy xoa chân múa tay sẵn sàng chiến đấu. Hôm ấy trời gần tối, bầu trời sáng sủa, không phải phải một tối tí gió nào. Du nói với Lỗ Túc: Khổng Minh sai rồi, trời đông rét thế này làm gì có được gió đông nam. Túc mới nói: tôi chăng Khổng Minh không phải là người nói bậy. Gần đến canh ba, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, cờ quạt tung bay. Du ra trướng đứng xem, thấy đuôi cờ bay về phía tây bắc, một làn gió đông nam nổi lên ầm ầm. Du mới giật mình nói: người này có phép đoạt được trời đất, có thuật tài hơn cả quỷ thần, nếu để sống thì thế nào cũng gây vạ lớn cho Đông Ngô, chỉ bằng giết trước để khỏi lo về sau. Nói rồi lập tức gọi hai tướng bộ quân đô úy là Đinh Phụng, Từ Thịnh đến bảo rằng: hai người dẫn 100 quân, Từ Thịnh đi đường thủy, Đinh Phụng đi đường bộ, cùng đến cả đàn thất tinh ở núi Nam Bình, không hỏi han gì cả, cứ thấy là chặt đầu của Gia Cát Lượng đem về đây lấy thưởng. Hai tướng mới lĩnh mệnh, Từ Thịnh dẫn 100 tay đao phủ nổ thuyền đi trước, Đinh Phụng dẫn 100 tay cung nỏ lên ngựa đi sau, đến cả núi Nam Bình. Dọc đường thấy gió đông nam đang nổi to lắm. Người đời sau có thơ khen rằng: xoa tóc lên đàn khấn gió đông, gió đầu phút chốc nổi đùng đùng, ví không ra cát dùng mưu lạ, công cần khôn ngoan luống uổng công. Quân mã Đinh Phụng đến trước, trông lên thấy tướng sĩ đang cầm cờ đứng đón gió trên đàn. Phụng mới xuống ngựa cắp gươm lên đàn, không thấy Khổng Minh đâu mới đâm hoàng, hỏi các tướng sĩ ở đó thì họ nói Khổng Minh vừa xuống đàn đi rồi. Phụng vội vàng xuống đàn đi tìm thì thuyền Từ Thịnh cũng vừa đến. Hai người mới tụ ở bờ sông. Tiểu Tôn báo rằng chiều nay có một chiếc thuyền đỗ ở bến trước mặt, vừa rồi mới thấy Khổng Minh xõa tóc xuống thuyền, thuyền ấy vừa ngược xong. Hai tướng lập tức chia làm hai đường thủy lục đuổi theo. Từ Thịnh mới sai kéo căng buồm lướt nhanh như gió, đuổi cách thuyền trước không xa mấy. Thịnh đứng trên mũi thuyền gọi to lên rằng:
Hồng binh quân sư, đừng có đi vội, đô đốc chúng tôi có lời mời. Hồng binh đứng ở sau thuyền cười hả hả nói: ông hãy về bẩm với đô đốc dùng binh cho khéo, lượng tôi tạm về hạ khẩu, khi khác xin đến hầu. Từ Thịnh nói: xin hãy dừng thuyền một chút, có việc khẩn cấp muốn nói. Hồng binh nói: ta đã biết đô đốc chẳng thể dung ta, thể nào cũng sai người giết ta, nên đã dặn trước Tử Long đến đón, tướng quân không cần phải đuổi theo ta. Từ Thịnh thấy trước thuyền không có buồm, cố sức đuổi theo. Khi đuổi gần kịp, thấy Triệu Tử Long dương cung đặt tên, đứng ở lái thuyền gọi to lên rằng: ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn đây, ta phụng mệnh đi đón quân sư, sao người dám đuổi theo? Đáng lẽ ta cho một phát kết liễu đời nhà ngươi mới phải, nhưng ta mất tình hòa hảo giữa hai nhà, xong cũng phải cho ngươi biết tay của ta mới được. Nói đoạn bắn một phát đứt phăng cây cột buồm ở phía thuyền Từ Thịnh, cánh buồm rơi xuống sông, thuyền quay ngang ngay. Triệu Tử Long liền sai dương buồm theo chiều gió mà đi, thuyền bay vùn vụt như tên, đuổi không kịp. Địch Phùng ở trên bờ gọi Từ Thịnh ghé vào thuyền mà bảo rằng: Gia Cát Lượng mưu thần tài thánh, người không bị kịp được, lại có Triệu Vân sức địch muôn người, người có biết trận đánh ở Đương Dương Trường Bản không? Chúng mình chỉ việc quay về báo là hơn cả. Hai tướng về ra mắt Chu Du, thuật lại việc Khổng Minh đã hẹn trước Triệu Vân sang đón. Chu Du mới giật mình nói: người này đã mưu quá, làm cho ta chẳng yên tâm lúc nào. Lỗ Thúc nói: thôi, hãy để phá xong Tào Tháo rồi ta sẽ liều. Du mới đồng ý đòi các tướng đến nghe lệnh. Trước hết sai Cam Ninh đem Sái Trung và hàng binh đi men theo bờ Nam, mang toàn cờ hiệu Tào đến thẳng rừng Ngô Lâm là kho lương của Tào Tháo, kéo sâu vào đến nơi, đốt lửa lên làm hiệu, chỉ để một mình Sái Hỏa lại trong trại có việc dùng đến. Thứ nhì gọi Thái Sử Từ và dặn: người lính 3.000 quân đến thẳng địa giới Hoàng Châu, chặn đường quân Tào ở Hợp Phì đến tiếp ứng. Lúc nào giáp chiến quân Tào thì đốt lửa làm hiệu, trông thấy cờ đỏ tức là quân tiếp ứng của Ngô Hầu tới, hai đội này đi xa hơn cả phải đi trước. Thứ ba gọi đến Lã Mông, lính 3.000 quân đi ra rừng Ô Lâm để tiếp ứng Cam Ninh, đốt trại Tào Tháo. Thứ tư sai Lăng Thống lính 3.000 quân chặn ngang biên giới Di Lăng, hễ thấy Ô Lâm nổi lửa thì dẫn quân đến tiếp ứng. Thứ năm lại gọi Đồng Tập lính 3.000 quân đến thẳng Hán Dương, theo đường Hán Xuyên đánh vào trại Tào Tháo, hễ nhìn thấy cờ trắng thì cũng lao ra tiếp ứng. Thứ sáu gọi đến Phan Trương lính 3.000 quân cầm cờ trắng kéo ra Hán Dương để tiếp ứng Đồng Tập. Sáu đội chiến thuyền chia đường cùng tiến. Lại nói Hoàng Cái chuẩn bị hỏa thuyền, một mặt cho quân mang thư hẹn với Tào Tháo đêm nay đến hàng, một mặt điều 4 chiếc thuyền đi theo Hoàng Cái để tiếp ứng. Đội nhân là Hàn Đương, đội nhì là Chu Thái, đội ba là Tưởng Khâm, đội tư là Trần Võ. Mỗi đội mang theo 300 chiếc thuyền, 20 chiếc hỏa thuyền đi hàng đầu. Chu Du cùng với Trình Phổ ngồi trên chiếc thuyền to đốc chiến. Từ Thịnh, Đinh Phụng làm tả hữu hộ vệ, còn Lỗ Túc, Hám Trạch và bọn mưu sĩ ở nhà để giữ trại. Trình Phổ thấy Chu Du có tài điều quân sĩ rất lấy làm kính phục. Lại nói Tôn Quyền sai sứ mang ấn tín đến báo Chu Du là đã cử Lục Tốn làm tiên phong thẳng tiến ra Kỳ Hoàng. Ngô Hầu tự đem quân làm tiếp ứng. Du lại sai người đốt hỏa pháo ở núi Tây Sơn và phất cờ hiệu ở núi Nam Bình, đâu đấy chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi đến chập tối là khởi sự. Nói về Lưu Huyền Đức ở hạ khẩu đương chờ Khổng Minh về, chợt thấy một đội thuyền kéo đến, là thuyền Lưu Kỳ lại thăm dò tình hình. Huyền Đức mới ngồi trên lầu và nói: gió đông nam đã nổi từ lâu mà Tử Long đi đón Khổng Minh vẫn chưa thấy về, tôi rất lo ngại. Quân sĩ chỉ đằng xa về phía phản khẩu nói: chiếc thuyền buồm căng gió tiến lại kia chắc là thuyền quân sư rồi. Huyền Đức, Lưu Kỳ vội vàng xuống đón, phút trông thuyền ghé vào bờ, Khổng Minh và Tử Long bước lên. Huyền Đức mới mừng rỡ hỏi han trò chuyện thì Khổng Minh nói: các việc khác xin hãy để thư thả, khi trương tôi đã hẹn quân mã và chiến thuyền đã thu xếp xong chưa? Huyền Đức nói: xong đã lâu, chỉ đợi quân sư về cắt đặt. Khổng Minh nói với Huyền Đức, Lưu Kỳ lên trướng ngồi rồi bảo Tử Long. Tử Long đem 3.000 quân mã sang sông, đi tắt đến đường hẻm Ô Lâm, tìm chỗ nào cây cối rậm rạp mai phục. Cuối canh tư đêm nay, Tào Tháo thế nào cũng chạy qua đường ấy, đợi quân Tào đi được nửa chừng thì đốt lửa lên, đổ ra mà đánh. Tuy không giết được cả, nhưng chắc giết được một nửa. Vân lại nói: Ô Lâm có hai đường, một đường sang Nam Quận, một đường về Kinh Châu, thì biết đón đường nào? Khổng Minh nói: Nam Quận địa thế hiểm lắm, Tào Tháo không dám qua đâu, tất phải sang Kinh Châu để kéo về Hứa Đô,
Triệu Vân lĩnh kế đi ngay. Khổng Minh lại gọi Trương Phi đến bảo rằng: Dược Đức lĩnh 3.000 quân mã sang sông, Mai Phụng sang hang Hổ Lô. Tào Tháo không dám qua Bắc Di Lăng, tất chạy qua Nam Di Lăng. Ngày mai lúc tạnh mưa, quân Tào đến đó thổi cơm. Hễ thấy có gió, có khói thì đốt lửa sơn núi rồi đổ ra mà đánh. Tuy không bắt được Tào Tháo, nhưng công của Dược Đức cũng không phải là nhỏ đâu. Trương Phi lĩnh kế đi ngay, lại dặn Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong phải mang chuyển đi quanh sông vây bắt bại quân, tước lấy khí giới. Ba người lĩnh kế tiến quân. Khổng Minh đứng dậy bảo với Lưu Kỳ rằng: Một giải võ xương vô cùng hiểm yếu, xin công tử dẫn quân về ngay, bố trí ở các cửa bến. Quân Tào thua chạy đến đó xông ra mà bắt, nhưng chớ nên đi xa thành lũy của mình. Lưu Kỳ mới từ biệt Huyền Đức và Khổng Minh đem quân đi. Khổng Minh bảo Huyền Đức rằng: Chúa công nên đóng quân ở cửa Phan Khẩu, lên núi cao mà xem Chu Du đêm nay thành công lớn. Bấy giờ Vân Trường đứng cạnh, Khổng Minh không đả động gì đến. Vân Trường không sao nhìn được, nói to lên rằng: Quân sư, tôi từ khi theo anh tôi đi đánh dẹp đến nay, kể cũng đã lâu rồi, chưa khi nào tôi phải lùi lại sau. Sau này gặp trận đánh to thế này, không thấy quân sư hỏi han gì đến là ý làm sao? Khổng Minh mới cười nói: Vân Trường đừng trách, tôi muốn nhờ tướng quân giữ một chỗ hiểm yếu, nhưng còn hơi ngại chút, chưa dám phiền đến. Nghi ngại điều gì, xin cho tôi biết. Khổng Minh nói ngay: Khi xưa Tào Tháo đãi tướng quân hậu lắm, thế nào tướng quân chẳng nhớ ơn. Nay Tào Tháo thua trận, tất chạy qua đường Hoa Dung. Nếu sai Túc Hạ đi, tất nhiên Túc Hạ ta cho hắn thoát, bởi thế chưa dám phiền tới. Vân Trường nói: Quân sư nghĩ thế, thật là có bụng tốt. Khi xưa Tào Tháo có trọng đãi tôi, nhưng tôi đã chém Nhan Lương, trừ Văn Thú, giải vây thành Bạch Mã để báo ơn rồi. Nay nếu có gặp y, tôi đâu dám dễ dàng tha y được. Khổng Minh nói: Vậy nếu tướng quân tha thì làm sao? Vân Trường nói: Vậy xin theo quân luật. Nếu thế phải làm giấy cam đoan. Vân Trường xin ký vào giấy cam đoan, rồi lại hỏi rằng: Tào Tháo không chạy qua đường ấy thì quân sư dạy thế nào? Tôi cũng sẽ làm giấy cam đoan với tướng quân. Vân Trường nghe vậy mừng lắm, thì Khổng Minh nói: Tướng quân nên tìm trái núi nào cao ở đường hẻm Hoa Dung, rớt cỏ đốt lửa lên để giữ quân Tào đến. Vân Trường nói: Tào Tháo thấy khói lửa, biết có mai phục, sao hắn chịu đến? Khổng Minh nói: Tướng quân không nhớ trong binh pháp có câu hư hư thực thực đó ư? Tào Tháo giỏi dùng binh, có thế mới lừa được hắn. Hắn trông thấy lửa, cho là ta hư chân thanh thế, tất nhiên tìm đến lối đó. Tướng quân không được dung thứ cho hắn. Vân Trường lĩnh mệnh dẫn Châu Xương, Quan Bình và 500 quân Đao Phủ ra đường Hoa Dung mai phục. Huyền Đức nói nhỏ với Khổng Minh rằng: Em tôi là người nghĩa khí lắm, nếu Tào Tháo quả nhiên đi qua đó, chỉ sợ em tôi lại tha mất thôi. Khổng Minh mới thưa: Tôi xem thiên văn, biết số Tào Tháo chưa chết, nên mới để mối tình nghĩa ấy cho Vân Trường làm, cũng là một việc hay. Huyền Đức nói: Tiên sinh mưu kế như thần, trên đời hiếm có. Khổng Minh cùng Huyền Đức sang cả Phàn Khẩu xem Chu Du đánh trận, để Tôn Càn dặn ông ở lại giữ thành. Lại nói về Tào Tháo ở trong thủy trại, cùng tướng tá bàn bạc, chỉ đợi tin Hoàng Cái. Hôm ấy gió đông nam nổi to, Trình Dục vào bẩm rằng: Hôm nay có gió đông nam, xin thừa tướng đề phòng mới được. Tháo mới cười nói: Hôm nay là ngày đông chí, khí nhân dương mới sinh ra, trách nào chẳng có gió đông nam thì có gì lạ. Chợt quân sĩ báo có thuyền giang đông đưa mật thư của Hoàng Cái đến. Tháo mới gọi vào, người ấy dâng thư lên, trong thư nói: Chu Du phòng bị cẩn mật lắm, nên chưa tìm được kế thoát thân. Nay nhân có lương thảo ở Hồ Viên Dương mới tải đến, Chu Du sai tôi ra đi tiếp nhận. Dịp may đã tới, sớm tối thế nào tôi cũng giết được danh tướng Giang Đông, đem thủ cấp sang hàng. Chỉ vào khoảng cách hai đêm nay, hễ thấy thuyền nào cắm cờ xanh thì chính là thuyền lương. Tháo mừng lắm, hồ các tướng lên thuyền to, đợi xem thuyền Hoàng Cái đến. Lại nói đến bên Giang Đông, chiều tối hôm ấy, Chu Du mới gọi Sái Hòa đến, sai quân trói lại. Hòa mới kêu là vô tội, thì Du mắng rằng: Mày là thằng nào dám đến đây trá hàng? Nay ta đang thiếu một thứ lễ vật tế cờ, hãy mượn cái đầu mày đấy. Hòa mới cố gái không được, liền kêu to lên rằng: Cam Ninh Hám Trạch cũng đồng mưu với tôi. Du nói ngay: Đó là do kế của ta. Nói đoạn sai điều Sái Hòa ra bờ sông dưới cột đèn đen.
rót rượu đốt vàng, chém đầu lấy cờ tế máu, xong khai thuyền kéo đi. Hoàng Cái ngồi trên chiếc hỏa thuyền thứ ba, chỉ mặc một áo giáp che bụng, tay cầm dao cực sắc, trên cờ hiệu đầy bốn chữ Tiền Phong Hoàng Cái, thuận gió dương buồm đến thẳng núi Xích Bích. Bấy giờ gió đông nam thổi, sóng cuốn ầm ầm. Tháo ngồi trên thuyền trông sang phía nam, mặt giang lăng lấp ló, tỏa sáng dòng sông, tựa hồ muôn vạn rắn vàng dớn trên mặt nước. Tháo đón gió vui cười, tỏ vẻ đắc chí lắm. Chợt một tên quân chỉ tay nói: phía nam sông có cánh buồm nhấp nhô, xuôi gió tiến lại. Tháo lên cao đứng trông, quân mới nói: thuyền cắm toàn cờ xanh, giữa một lá cờ to đời mấy chữ Tiên Phong Hoàng Cái. Tháo mừng nói: công phúc lại hàng, thật là trời giúp ta. Thuyền Đông Ngô lướt tới gần, Trình Dục đứng ngắm hồi lâu, bỗng bảo Tháo: thuyền này khả nghi lắm, không nên cho vào gần trại. Tháo mới hỏi: sao ngươi biết? Dục mới thưa: thuyền tải lương thì nặng mới phải, thuyền này lại nhẹ lại nổi bồng bồng, và lại đêm nay gió đông nam to lắm, nếu có âm mưu gì thì làm thế nào? Tháo mới nghe ra, liền hỏi các tướng: ai dám ra cản thuyền lại cho ta? Văn Xính nói: tôi quen nghề sông nước, xin đi một chuyến. Nói xong lập tức nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, tay vẫy vài mấy chiếc thuyền tuần tiếu đi ra. Xình đứng đầu thuyền gọi to lên rằng: thừa tướng truyền cho các thuyền kia không được vào gần trại vội, hãy thả neo đầu cả lại giữa dòng sông. Quân sĩ cùng đều quát lớn: hạ buông xuống cho mau. Quân nói chưa dứt lời, cung nỏ đã bắn sang rào rào. Văn Xính bị trúng tên cánh tay trái, ngã lăn quay xuống thuyền. Quân Tào rối loạn chạy về. Thuyền bên này còn cách trại Tào độ 2 dặm. Hoàng Cái mới cầm dao với một cái, các thuyền mé trước nhất tề đốt lửa. Lửa được gió, gió bốc lửa, thuyền bay vùn vụt như tên, lửa cháy ngụt trời. 20 chiếc hỏa thuyền tràn vào thủy trại. Thuyền trong trại Tào Tháo bén lửa bốc cháy tứ tung, lại bị xích sắt khóa chặt không sao chạy thoát. Bên kia sông pháo nổ đùng đùng, bốn mặt hỏa thuyền ùa đến. Trên mặt sông Tam Giang gió cuốn lửa bay, trên trời dưới nước đỏ rực như mặt trời mọc. Tào Tháo trông lên các trại trên bờ, lại thấy mấy chỗ bốc cháy. Hoàng Cái ngồi trên chiếc thuyền nhỏ với vài lính thủy, thủy thủ bơi thuyền xông vào trong đám lửa tìm bắt Tào Tháo. Tháo thấy tình thế nguy cấp lắm, định chạy lên bờ. Chợt có Trương Liêu chở một chiếc thuyền đến đỡ Tào Tháo xuống thuyền. Tháo vừa xuống khỏi thì thuyền to đã chèm lửa cháy rồi. Trương Liêu và vài chục người bảo vệ Tào Tháo chạy lên bờ. Hoàng Cái thấy có người mặc áo cẩm bào đỏ xuống thuyền, biết là Tào Tháo, sai bơi mau thuyền đến, tay cầm dao sắc gọi to lên rằng: Tào Tặc chớ chạy, Hoàng Cái đã đến đây. Tào Tháo luôn miệng kêu khổ. Trương Liêu mới dương cung lắp tên, đợi Hoàng Cái tới gần bắn một phát. Lúc này gió thổi vù vù, Cái đang ở trong đám lửa, nghe sao thấy tiếng tên bắn, bị trúng ngay giữa vào vai, ngã lăn xuống sông. Ấy là vạ lửa đang nguy lây vạ nước, đau đòn chưa khỏi lại đau tên. Chưa biết tính mệnh Hoàng Cái sống chắc thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.